Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh Tin Tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Ukraine tuyên bố sốc, Nga tấn công tiền tuyến phía đông 8.000 lần mỗi tuần. Chiến sự Ukraine ngày hôm nay, báo động khẩn cấp ở Kiev và nhiều nơi. Đảo chính ở Niger, Pháp đàm phán rút quân, Trung Quốc muốn đứng ra hòa giải. Lo sợ đảo chính, nhiều nước châu Phi tức tốc tiến hành biện pháp phòng ngừa. Đụng độ phiến quân, 53 binh sĩ và tình nguyện viên ở đồng minh của Niger thiệt mạng. Ukraine tuyên bố sốc, Nga tấn công tiền tuyến phía đông 8.000 lần mỗi tuần. Bà Hanna Malia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, người Nga thực hiện khoảng 8.000 cuộc tấn công vào tiền tuyến phía đông Ukraine mỗi tuần, trong khi Tổng thống Vladimir Putin thẳng thừng tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine hiện không phải là bị đình trệ mà là đã thất bại. Bà Malia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, ở miền đông tình hình đang rất căng thẳng trên nhiều mặt trận. Mỗi tuần có khoảng 8.000 cuộc tấn công được thực hiện trên khắp chiến tuyến phía đông. Tổng cộng các cuộc tấn công tiêu tốn khoảng 40.000 quả đạn pháo. Theo bà Malia, ở một số khu vực, tình hình chiến sự có nhiều thay đổi. Bà giải thích lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung tiêu diệt trang thiết bị và nhân lực của Nga trong khu vực. Đây là tâm điểm của chiến sự. Khi quân Nga tập hợp lại, số lượng các cuộc tấn công có thể giảm bớt và khi có vẻ như tình hình đã trở nên yên tĩnh hơn, họ lại tấn công trở lại. Nếu chúng ta nói về mặt trận Kupiansk thì hai tuần trước chiến sự ở đó rất nóng. Nga nỗ lực tạo ra đột phá ở tỉnh Kupiansk, nhưng lực lượng vũ trang đã ngăn chặn họ. Do đó, người Nga đang bổ sung thêm quân trên mặt trận Kupiansk và Liman. Có vẻ như ở đó có ít pháo kích hơn. Nhưng trên thực tế, cường độ rất cao, bà Malia cho hay. Còn nếu chúng ta nói về mặt trận Liman, thì lực lượng vũ trang của chúng ta đẩy lùi khoảng 8 cuộc tấn công mỗi ngày. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói thêm. Ông Putin khẳng định cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Hoạt động phản công của Ukraine không bị đình trệ. Đó là một thất bại. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông Putin tuyên bố sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố nghỉ mát Sochi. Trong phát biểu riêng trước giới truyền thông cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ủng hộ đánh giá của ông Putin về cuộc phản công của Ukraine. Hôm nay mọi thứ đúng như những gì Tổng thống của chúng tôi đã nói, ông Shoigu tuyên bố. Bộ trưởng lưu ý rằng quân đội Ukraine ít nhất trong 10 ngày qua đã thực hiện các cuộc tấn công bạo lực, huy động một lực lượng lớn nhưng không thể phá vỡ được hệ thống phòng thủ của Nga. Ngay từ đầu tháng 6, Kiev phát động cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nhằm giành lại lãnh thổ từ lực lượng Nga, sử dụng xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp để tấn công nhiều điểm dọc chiến tuyến Kherson, Donetsk. Theo số liệu của Nga, khi tiến quân qua các bãi mìn và không có sự yểm trợ của không quân, Ukraine đã mất ít nhất 43.000 binh sĩ chỉ trong 2 tháng đầu tiên của chiến dịch. Ukraine được cho là đã không thể xuyên thủng ngay cả tuyến đầu tiên của mạng lưới phòng thủ nhiều tầng của Nga. Quân đội Ukraine từ đó đã thay đổi chiến thuật, dựa vào các đơn vị bộ binh nhẹ hơn và cơ động hơn để chiếm giữ các tòa nhà và vị trí riêng lẻ. Tuy nhiên, tổn thất vẫn ở mức cao. Trong khi lực lượng Nga đang nỗ lực chống lại những bước tiến của Ukraine một cách hiệu quả bằng hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái, Kiev đang khẩn trương tìm cách điều động thêm quân. Cũng trong ngày 4 tháng 9, Tổng thống Nga Putin cho biết thỏa thuận mang tính bước ngoặt cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc một cách an toàn qua Biển Đen giữa chiến sự sẽ không được khôi phục cho đến khi phương Tây đáp ứng yêu cầu của Moscow về xuất khẩu nông sản của nước này. Ông Putin nhấn mạnh với các phóng viên rằng nếu những cam kết đó được tôn trọng, Nga có thể quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc trong vòng vài ngày. Ukraine và các đồng minh phương Tây cho đến nay đã bác bỏ yêu cầu của Điện Kremlin. Tuy nhiên, tuyên bố mới đây nhất của Tổng thống Putin đã làm tiêu tan hy vọng rằng cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể khôi phục thỏa thuận được coi là quan trọng đối với nguồn cung lương thực toàn cầu, đặc biệt là ở châu Phi, Trung Đông và châu Á. Nga đã từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7, phàn nàn rằng một thỏa thuận song song hứa hẹn loại bỏ những trở ngại đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga đã không được tôn trọng. Họ cho biết những hạn chế về vận chuyển, bảo hiểm đã cản trở hoạt động thương mại, nông nghiệp của họ. Chiến sự Ukraine ngày hôm nay, báo động khẩn cấp ở Kiev và nhiều nơi. RIA đưa tin, bản đồ trực tuyến của Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine phát cảnh báo phòng không khẩn cấp ở Kiev, cũng như ở các vùng Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Zhytomyr. Trang tin Ukrainska Pravda đưa tin, Oleksandr Khodorkovsky, Phó chỉ huy dân quân Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết, quân Nga đã báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công gần các khu định cư Novodonetsk và Novomaosky ở phía tây Donetsk.
đồng thời tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang cố gắng đột phá để tiến vào Novodonetsk, mặc dù các quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine vẫn chưa xác nhận thông tin này. Ông nói, quân đội Ukraine bắt đầu các hành động tấn công trên đoạn Novodonetsk, Novomaosk sau nhiều ngày nã pháo. Hoạt động tích cực nhất được ghi nhận ở gần làng Novodonetsk. Lực lượng Ukraine đang cố gắng đột phá bằng cách sử dụng một số lượng lớn xe chiến đấu bọc thép. Ông Khodakovsky xác nhận các binh sĩ Ukraine đã bắn một lượng lớn đạn pháo vào các vị trí của Nga gần như 24/7 trong nhiều ngày và cho biết ngoài tác động tâm lý đối với binh lính, hỏa lực pháo binh dày đặc như vậy còn dẫn đến việc các bãi mìn mất tác dụng và việc pháo binh bắn liên tục không cho phép công binh thiết lập các bãi mìn và các công sự bị phá hủy. Nhờ những hành động như vậy, quân đội Ukraine có thể tiếp cận các vị trí của Nga ở cự ly gần mà gần như không bị tổn thất. Xe thiết giáp Ukraine khai hỏa dồn dập vào các vị trí Nga rồi đổ quân và sau đó quay xe ngay lập tức vì lo sợ bị pháo binh đáp trả. Ông Khodakovsky cho biết vào sáng ngày 5 tháng 9 rằng bây giờ một trận chiến khốc liệt đang diễn ra trên đường tiếp cận Novodonetsk. Đồng thời Ukraine đang cố gắng tiến về phía Novomaosk sử dụng chiến thuật tương tự. Quân đội Ukraine tham gia vào các trận chiến trên mặt trận đó từ chối bình luận về bất kỳ thông tin nào của Nga. Lệnh của họ vẫn duy trì sự im lặng như mọi khi. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Ukraine ở tiền tuyến phía Nam đã tiến xa hơn một chút về phía Tây, gần Staromaosk và Urojani ở Donetsk, và xa hơn về phía Tây, gần Robotyni ở Zaporizhia. Những tiến bộ của Ukraine trong các khu vực này có thể mở đường tới Mariupol ở Donetsk, cũng như tới Berdyansk và Melitopol ở Zaporizhia. Cảnh báo phòng không khẩn cấp được ban bố tại Kiev và 6 tỉnh miền Trung Ukraine. Theo dữ liệu bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, cảnh báo phòng không khẩn cấp đã được ban bố ở thủ đô Kiev, cũng như ở các vùng Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Zhytomyr của Ukraine. Theo bản đồ, còi báo động vang lên ở Kiev lúc 4 giờ 42 phút, tức 8 giờ 42 phút theo giờ Việt Nam. Ở các vùng Vinnytsia, Cherkasy, lúc 4 giờ 43 phút ở các vùng Kiev, Kirovohrad và Chernihiv, lúc 4 giờ 44 phút ở cả vùng Zhytomyr, từ 4 giờ 45 phút. Đức cung cấp đạn dược, phương tiện cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới nhất. Chính phủ Đức vừa qua tuyên bố đã chuyển thêm đạn dược và phương tiện quân sự cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự mới nhất. Danh sách giao hàng bao gồm 188 xe tải Việt dã Mercedes-Benz J-Chos, tăng so với 156 chiếc được giao trước đó, cũng như thêm 4 phương tiện bảo vệ biên giới và một xe tăng Bắc Cầu, Beaver. Đức cũng thông báo sẽ gửi thêm 20.000 kính bảo hộ, ngoài 20.600 chiếc đã được gửi tới Ukraine. Về đạn dược, Đức hiện đã cung cấp tổng cộng 44,27 triệu viên đạn cho súng cá nhân, 134.592 viên đạn 40mm và 86.122 viên đạn cho pháo phòng không tự hành Gepard. Trước đó, Đức đã thông báo rằng họ đã giao lô đạn đầu tiên trong tổng số 300.000 viên đạn cho pháo phòng không Gepard ở Ukraine. Hai loại đạn đang được chuyển đến Ukraine cho hệ thống vũ khí này bao gồm 150.000 viên đạn xuyên giáp cỡ nòng nhỏ và 150.000 viên đạn nổ gây cháy dùng để chống lại các mục tiêu trên không như máy bay hoặc tên lửa dẫn đường. Cho đến nay, Đức đã chuyển giao 46 tổ hợp pháo phòng không Gepard cho Kiev và 6 khẩu khác đang được chuyển giao. Đại sứ quán Đức tại Ukraine cho biết vào tháng 11 năm ngoái rằng pháo phòng không tự hành Gepard sẽ giúp Ukraine đánh trả các loại UAV Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Ông Zelensky, mọi yêu cầu của quân đội sẽ được đáp ứng. Trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Ukraine Zelensky hứa rằng mọi yêu cầu từ quân đội Ukraine sẽ được chuyển đến các tướng lĩnh, quan chức chính phủ hàng đầu và các đối tác quốc tế của chúng tôi, đồng thời sẽ có nguồn cung cấp mới cho lực lượng vũ trang. Ông Zelensky nói, mọi yêu cầu của binh lính sẽ được giải quyết bởi các tướng lĩnh cấp cao, quan chức chính phủ và quan chức quan hệ quốc tế của chúng tôi sẽ có nguồn cung cấp mới. Điều rất quan trọng là chúng tôi sẽ sản xuất vũ khí mới và chúng tôi đã vạch ra một số quan điểm ưu tiên với những người lính. Đây là điều cần phải làm, chúng tôi sẽ làm điều đó. Ông Zelensky cũng hứa hẹn sẽ có những quyết định quan trọng đối với Ukraine vào ngày hôm nay. Các nguồn tin cấp cao của Pháp cho biết nước này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger về khả năng rút quân đội Pháp khỏi quốc gia Tây Phi này sau cuộc đảo chính hồi tháng 7. Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Pháp nói các cuộc thảo luận về việc rút một số thành phần quân sự nhất định đang được tiến hành. Pháp đã bắt đầu đàm phán với một số quan chức quân đội Niger về việc rút quân.
Pháp đã phản đối và tuyên bố không công nhận chính quyền quân sự mới của Niger sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Và ngày 26 tháng 7, Tổng thống Pháp Macron cho biết ông tiếp tục ủng hộ Bazoum, người vẫn đang bị giam giữ. Nhóm đảo chính Niger gần đây đã kêu gọi đại sứ Pháp và quân đội rời khỏi Niger. Ngoài ra, hàng nghìn người đã biểu tình nhiều ngày ở thủ đô Niamey nhằm củng cố chính quyền quân sự cũng như các quyết định trục xuất nói trên. Khoảng 1.500 quân Pháp đang đóng tại Niger trong khuôn khổ hợp tác trước đây giữa hai nước này nhằm chống lại các tổ chức khủng bố ở khu vực Sahel. Niger trở thành tiền đồn quan trọng của Pháp trong sứ mệnh này. Sau khi các cuộc đảo chính cũng đã buộc quân đội Pháp phải rút khỏi các nước láng giềng Mali và Burkina Faso. Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Niger là đặc phái viên Jing Feng của Trung Quốc tại quốc gia Tây Phi cho biết nước này mong muốn đứng ra tổ chức hòa giải giữa các bên. Ông Feng đã có cuộc hội đàm vào hôm thứ Hai với Thủ tướng chuyển tiếp của Niger Ali Mahamen Ligini tại thủ đô Niamey của Niger. Ông cho biết rằng Trung Quốc luôn theo đuổi nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, nhưng theo dõi sát sao tình hình ở Niger. Ông Feng nói với các phóng viên sau cuộc họp, chính phủ Trung Quốc dự định đóng vai trò hòa giải với sự tôn trọng hoàn toàn đối với các nước trong khu vực để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Niger. Trung Quốc sát cánh cùng người dân Niger trong hoàn cảnh này. Theo các quan chức, Trung Quốc vẫn là đối tác của Niger trong một số lĩnh vực bao gồm năng lượng, dầu mỏ và cơ sở hạ tầng. Hai nước đang hợp tác xây dựng một đường ống xuất khẩu dầu dài 2.000 km nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu thô từ các mỏ Agadir phía nam Niger đến cảng Simi ở Benin. Sau hai cuộc đảo chính liên tiếp xảy ra tại Tây và Trung Phi, chỉ trong hơn một tháng, nhiều quốc gia châu Phi đã tức tốc tiến hành các biện pháp phòng ngừa, chủ yếu tập trung vào cải tổ quân đội và lực lượng an ninh trực tiếp bảo vệ Tổng thống. Quốc gia mới nhất gia nhập làn sóng cải tổ quân đội nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra đảo chính quân sự là Guinea, một trong những quốc gia đã chứng kiến nhiều cuộc đảo chính hoặc âm mưu đảo chính nhất tại khu vực trong 50 năm qua. Cụ thể, theo sắc lệnh của Tổng thống Embalo, ngày 4 tháng 9, tướng Thoras chính thức tuyên thệ nhận chức chỉ huy lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống, trong khi tướng Horta Inta cảm nhận chức trách văn phòng phủ Tổng thống Guinea. Kể từ khi giành được độc lập từ Bồ Nhạo Đào Nha đến năm 1974 đến nay, Guinea-Bissau ghi nhận tổng cộng 9 cuộc đảo chính hoặc nỗ lực đảo chính bất thành. Trong đó, âm mưu đảo chính mới nhất nhằm lật đổ Tổng thống Embalo hồi đầu tháng 2 năm 2022 đã bị triệt phá. Tại Douala, chỉ ít giờ sau khi xuất hiện thông tin về cuộc đảo chính tại Gabon sáng ngày 30 tháng 8, Tổng thống Kagame đã quyết định thay đổi một loạt nhân sự cấp cao trong lực lượng phòng vệ Douala. Trong đó, 12 sĩ quan mang hàm cấp tướng được cho nghỉ hưu gồm Đại tướng James Kabarebi, tham mưu trưởng quân đội. Theo truyền hình, thì danh sách các sĩ quan cấp cao của quân đội Rwanda được cho nghỉ hưu đợt này có khoảng 950 người. Một ngày sau động thái của Rwanda, hôm 31 tháng 8, Tổng thống Cameroon chỉ thị thay đổi hàng chục nhân sự cấp cao trong các lực lượng lục quân, không quân và thủy quân lục chiến của nước này. Theo đó, nhiều sĩ quan mang hàm cấp tướng và cấp tá đã bị cách chức hoặc điều chuyển ra khỏi Bộ Quốc phòng Cameroon. Tổng thống bắt đầu lãnh đạo đất nước Cameroon từ năm 1982 và hiện là một trong những nhà lãnh đạo đương chức tại vị lâu nhất ở châu Lục Đen. Còn tại Sierra Leone, một nhóm sĩ quan cấp cao trong quân đội vừa bị bắt giữ với các buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Nhóm sĩ quan bị bắt giữ đã lên kế hoạch tiến hành các hành động phản đối hòa bình nhằm bác bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6 vừa qua với chiến thắng thuộc về đương kim tổng thống Julius. Tại Senegal, Tổng thống Macky Sall đã chính thức tuyên bố sẽ không tranh cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo vào năm 2024 như một biện pháp phòng ngừa phản ứng quá khích của công chúng và dẫn đến nguy cơ đảo chính. Ông Macky Sall trở thành tổng thống Senegal lần đầu vào năm 2012 và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2019. Thông báo không tranh cử nhiệm kỳ mới được tổng thống công bố chỉ vài ngày sau cuộc đảo chính tại Gabon hôm 30 tháng 8, nơi nhóm sĩ quan quân đội cấp cao tuyên bố hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi với chiến thắng thuộc về tổng thống Ali Bongo nhiệm kỳ thứ ba. Quân đội Burkina Faso ngày 5 tháng 9 tuyên bố 53 thành viên của lực lượng an ninh nước này gồm 17 binh sĩ và 36 tình nguyện viên chiến đấu đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ khốc liệt với quân đội nổi dậy ở thị trấn Kombodi, tỉnh Jetaga, miền bắc đất nước.
Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trong nhiều tháng ở Burkina Faso, quốc gia đã chiến đấu với quân đội nổi dậy trong nhiều năm. Lực lượng an ninh được triển khai tới thị trấn Kombodi để tạo điều kiện tái định cư cho những người dân bị phiến quân đuổi khỏi nơi họ sinh sống 2 năm trước. Hành động của phiến quân sẽ bị trừng phạt, mọi nỗ lực đang được thực hiện để vô hiệu hóa những phần tử quá khích còn lại đang chạy trốn. Quân đội Faso tuyên bố và cho biết thêm rằng hàng chục tay súng phiến quân đã thiệt mạng, nhiều trang thiết bị chiến đấu bị phá hủy. Quân đội Burkina Faso còn cho biết các hoạt động của lực lượng an ninh vẫn diễn ra tại thị trấn. Burkina Faso phải chiến đấu với các nhóm vũ trang nổi dậy, một số có liên kết với tổ chức khủng bố Okoda và tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ở vùng sa mạc phía Bắc kể từ năm 2015. Các cuộc tấn công trở nên tồi tệ hơn trong năm nay, khiến Burkina Faso trở thành trung tâm của một phong trào bạo lực vốn nhấn chìm cả hai nước láng giềng Mali và Niger trong bất ổn, khiến hàng nghìn người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các nỗ lực của quân đội nhằm giành lại các khu vực trong tay phiến quân thường dẫn đến bạo lực gia tăng nghiêm trọng. Năm ngoái, có hai cuộc đảo chính quân sự ở Burkina Faso. Sau cuộc đảo chính lần 2 vào tháng 10 năm 2022, Burkina Faso yêu cầu binh sĩ Pháp rời khỏi quốc gia Tây Phi này trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa chính quyền quân sự và Paris. Thiếu hụt nguồn cung và binh sĩ, chính quyền quân sự Burkina Faso phát triển lực lượng tình nguyện viên chiến đấu để hỗ trợ quân đội và cảnh sát. Họ chủ yếu là dân thường có vũ trang, giúp đỡ cảnh sát khu vực nông thôn phía Bắc. Sau khi Pháp rút khỏi binh sĩ Burkina Faso, chính quyền quân sự ở quốc gia Tây Phi đã tìm đến Nga để hợp tác quân sự. Một phái đoàn Nga đã hội đàm với Tổng thống lâm thời Burkina Faso vào tuần trước tại một cuộc họp, bao gồm các cuộc thảo luận về khả năng hợp tác quân sự. Burkina Faso là một trong các đồng minh của Niger, ủng hộ chính quyền quân sự trong cuộc đảo chính cuối tháng 7. Trước khả năng cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi can thiệp quân sự vào Niger, Burkina Faso và Mali tuyên bố bất kỳ động thái can thiệp quân sự nào vào Niger đồng nghĩa là chống lại các nước này. Burkina Faso cùng Mali ngày 18 tháng 8 đã gửi chiến đấu cơ tới Niger trong một động thái thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ chính quyền quân sự ở nước này trước áp lực từ ECOWAS. Dập tắt mồi lửa bất ổn ở châu Phi. Tiếp nối Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, cuộc đảo chính mới nhất ở Gabon có thể coi là một phần của xu hướng khu vực rộng lớn ở Sahel và Tây Phi với làn sóng lật đổ chính quyền đẩy châu Phi vào bất ổn. Theo các chuyên gia, để hiểu lý do dẫn đến tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng này, cần có cái nhìn rộng hơn về các chủ thể đang đối đầu với nhau trên lục địa đen. Có tới 41 quốc gia châu Phi đã trải qua ít nhất một vụ chính biến lật đổ chính quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Trên bình diện thế giới, khoảng 7 trong số 10 cuộc đảo chính diễn ra ở châu Phi. Ngay cả trước cuộc đảo chính gần đây nhất ở Gabon, Tổng thống Pháp Macron đã ghi nhận một đại dịch đảo chính tại châu Phi, cách mô tả bằng ngôn ngữ thẳng thắn hiếm thấy ở một nguyên thủ quốc gia. Trên thực tế, đã có 7 cuộc đảo chính ở châu Phi kể từ năm 2020 và tất cả đều diễn ra ở các nước châu Phi nói tiếng Pháp, ngoại trừ Sudan. Trong cuộc đảo chính quân sự ở Niger cuối tháng 7 vừa qua, các nhà nghiên cứu về khu vực cho rằng có 4 yếu tố tác động là xung đột triền miên chia rẽ về vấn đề kinh tế, an ninh và sắc tộc. Đây có vẻ cũng là những mồi lửa bất ổn châm ngòi cho hàng loạt vụ chính biến khác trong khu vực. Giới lãnh đạo các cuộc đảo chính gần đây ở Guinea, Mali, Burkina Faso, Sudan và Zimbabwe thường viện dẫn những lý do như tham nhũng, quản lý yếu kém và nghèo đói để biện minh cho hành động lật đổ chính quyền. Trên thực tế, châu Phi đang đối mặt với khá nhiều thách thức. Tỷ lệ nghèo đói đang tăng cao khi các nền kinh tế mong manh của châu Phi bị đại dịch COVID-19 vùi dập, kéo theo tình trạng bất bình đẳng ngày càng rõ rệt. Theo số liệu của Ủy ban Kinh tế châu Phi thuộc Liên Hợp Quốc, hiện có tới 546 triệu người châu Phi đang sống trong nghèo đói, tăng 74% kể từ năm 1990 và 10 quốc gia thuộc châu lục này phải đối mặt với tình trạng nghèo khổ đáng báo động. Châu Phi là lục địa có dân số trẻ nhất trên thế giới và dân số ở khu vực này cũng tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Điều này làm tăng thêm sự cạnh tranh về tài nguyên thiên nhiên vốn đã vô cùng khốc liệt. Một yếu tố cũng thường được nhắc tới và được cho là góp phần gây ra các cuộc biểu tình và đảo chính ở Burkina Faso, Guinea, Mali, Niger là tâm lý tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Pháp. Các chuyên gia giải thích xu hướng đảo chính đáng lo ngại tại các quốc gia nêu trên có một phần nguyên nhân do ảnh hưởng quá mức của Pháp. Một bộ phận người dân tại châu Phi cho rằng Pháp vẫn đang tìm cách khai thác tài nguyên thiên nhiên của các nước thuộc địa cũ thông qua những dự án giúp giải quyết các vấn đề kinh tế tại địa phương và tiếp tục tạo ra sức ảnh hưởng tại những nơi này bằng chủ nghĩa thực dân kiểu mới dẫn tới phản đối các chính phủ được Paris ủng hộ.
Năm 2022, sau khi Pháp và các đồng minh châu Âu rút quân khỏi nước láng giềng Mali, Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã nhanh chóng đề nghị Pháp triển khai quân đến Niger để tăng cường an ninh. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên, chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!